của tôi không chịu lớn. Tập 28. Trong trận chung kết chạy đua vượt rào 110m nam quốc vô địch Điền Kinh Châu Á năm 2011 được tổ chức tại Nhật Bản, nàng giành được chiếc vô địch với thời gian 13.22 giây, này đã đánh bại kỷ lục do anh lập ra trong giải vô địch châu Á năm 2005, cũng là lần thứ tư Lưu Tường giành được chiếc vô địch châu Á. Trong trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng vào lúc Thúy Nga kết thúc, đóa hoa vàng của Trung Quốc đã tạo nên đại sự thắng đương kim vô địch Thiago với tỷ số 2, bố gọi cho chú Lâm của con rồi. Người châu Á đầu tiên giành chức vô địch đơn. Con trai Lục Chính An. Con đi đâu đó? Ông cũng béo lên. An An, cô, chú. An An, lại cao lên rồi. Cháu đi một mình à? Bố cháu đâu? Lâm Dạng đâu ạ? Dạng Dạng đi chơi với bạn của nó rồi, ăn tối xong mới về. Bố cháu đâu? Bố cháu ở phía sau ạ. Được, vậy cô chú đi đón anh ấy, cháu về nhà trước đi, cửa không có khóa. Cháu mau đi đi. Tháng sau là dọn đi rồi. Đơn vị của cô ấy phân cho một căn nhà, được một căn hai phòng ngủ. Chuyện tốt nha. Lần này tiểu khiết lên đến thật mà. Thật là chẳng đúng lúc chút nào. Ở quán đột ngột có chút chuyện, phải là cô ấy giải quyết mới được. Làm ăn mà, bận rộn là tốt. Kiếm tiền là việc lớn. Anh này, anh này đó, anh này làm ăn thì càng bận càng tốt. Không giống như chúng tôi làm công ăn lương, có bận hay không đều thế. Chẳng thấy hy vọng gì. Cả đời Lục Chí Hào tôi xưa nay chưa từng nghĩ sẽ làm ăn, vậy mà mở nhà hàng. Anh Lục, cả đời này chuyện không ngờ đến còn nhiều lắm. Đúng đấy. Có còn nhớ khi chúng ta vừa mới làm hàng xóm của nhau, chúng ta đã từng đùa rằng một khi sinh được một trai một gái, ta sẽ tác thành cho chúng ở bên nhau rồi kết thành thông gia, nhớ không? Nhớ. Lão Lục, chúng tôi không đùa đâu, tôi với Tiểu Khiết là nghiêm túc đó. Nhất là Tiểu Khiết. Đúng vậy, Tiểu Khiết ngày nào cũng lải nhải ở nhà, đặc biệt là hồi Dạng Dạng 4 tuổi, cô ấy nóng lòng đến phát điên, một mực đòi kéo tôi tới bệnh viện làm kiểm tra. Nhớ. Cuối cùng nhìn vào giới tính thì đúng, nhưng cứ tự ra đời thì bị đảo ngược. Thì đấy, tạo hóa trêu ngươi mà. Cậu con rể nhỏ của tôi, đáng tiếc thật. Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Sao cậu lại đến đây? Cậu ta là ai? Mau về nhà thôi bà xã, bố mẹ chờ cả buổi rồi. Cậu đừng có gọi tôi là bà xã. Không phải em muốn gọi đâu, là bố mẹ chúng ta bảo thế. Hừ. Không phải. Cậu làm cái gì thế, cố tình phải không? Cậu nói lại lần nữa cho bà xã, bà xã, bà xã. Nói lại lại nữa tôi, bà xã, bà xã, bà xã. Nghe nói đây là mối tình đầu của cô ấy, hơn nữa chuyện này còn nhanh chóng bị đồn khắp trường cô ấy. Cho nên tôi không những đã phá hoại tình đầu của cô ấy mà còn thành công ngăn cản cô ấy yêu sớm. Kể từ đó tôi bắt đầu gọi cô ấy là bà xã. Tôi biết chỉ cần tôi gọi cô ấy là bà xã thì cô ấy sẽ không bị bất cứ ai cướp mất. Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Alo, mẹ, sao con lại ra ngoài thế? Không phải bảo con ở nhà sao? Con ở nhà bí bách sắp chết đến nơi rồi. Mỗi ngày đều chỉ có ăn với ngủ. Con cảm giác cứ như thể mình đang mang thai vậy.
cố thế nào rồi ạ? Tình hình sao rồi? Tình hình gì sao rồi? Tình hình của hai đứa ấy. Hai đứa con. Hai đứa con có chuyện gì đâu? Vậy thì khi nào mới có thể có chứ? Mẹ và bố con đúng là không phản đối, nhưng nếu bảo không lo chút nào thì cũng không thể. Suy cho cùng hai đứa chênh lệch nhiều tuổi như vậy, sự nghiệp của An An lại phát triển tốt thế kia, tiếng tăm nổi như cồn. Con thì lớn tuổi lại thất nghiệp. Mẹ, không phải con thất nghiệp, mà là con nghỉ phép có lương. Tóm lại, thời gian không chờ người. Có những việc nên có kế hoạch đàng hoàng. Được rồi mẹ, chuyện của con tự biết xem mà làm. Mẹ chỉ cần phụ trách chăm sóc tốt cho bố là được. Lại dở câu này. Con có suy nghĩ gì thì phải. Mẹ à, hỏi thăm cô Trần và chú Lục giúp con nhé. Có thời gian con sẽ gọi cho bố mẹ. Tạm biệt. Lâm Dạng. Em đã trùng thế này rồi mà anh vẫn nhận ra em sao? Khắp đường phố lớn, có chân ai thon như chân em đâu. Cũng đúng. Được sống thật tốt, thật thoải mái. Lâu lắm rồi không ra ngoài phải không? Thật ra có sao đâu, chỉ cần không đến công ty là được. Vấn đề là không đến công ty thì em còn có thể đi đâu đây? Mấy ngày nay em mới phát hiện, tuy rằng trước đây em cũng ở một mình, nhưng chỉ là quen với việc ở một mình, chứ hoàn toàn không thật sự hưởng thụ việc ở một mình. Con người vốn dĩ là động vật sống theo bầy đàn mà, nhưng con người ta phải sống với bản thân mình hầu hết thời gian của một đời. Nhưng nếu như em học được cách ở một mình, e là sẽ rất khó chấp nhận được nửa còn lại. Ừ, có lý. Vậy còn anh thế nào rồi? Anh tùy duyên vậy. Dù sao cũng không phải ai cũng có phúc như An An vậy. Đúng không? Anh cũng thấy vậy nhỉ? Dựa vào cái gì mà nói em không xứng với anh ấy chứ? Rõ ràng là anh ấy nhận được một món hời lớn, còn em vô duyên vô cớ bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Những ngày bình yên đã không còn, dự án làm được một nửa phải dâng lại cho người, còn phải chịu đựng sự chỉ trỏ người khác ở trên mạng. Không vui thì em cũng phải nhịn. Sau này không thể làm những việc mình muốn nữa. Tất cả mọi người đều đang để mắt đến em. Không được phạm lỗi, không được ngốc nghếch, không được có lỗi với anh ấy. Anh bảo nếu đổi thành một cô gái 20 mấy tuổi, ai mà chịu nổi chứ? Cũng chỉ có em, kiểu phụ nữ trưởng thành đã trải qua phong ba bão táp mới không xem là gì. Đúng. Cho nên anh rất nể phục em. Mọi người đều đang khen cậu ấy dũng cảm, có trách nhiệm. Nhưng mà anh cảm thấy sự hy sinh của em không hề ít hơn cậu ấy chút nào. Suy cho cùng, con người càng có tuổi càng sợ mất đi ấy mà. Bởi vì so với mất đi, em còn có được nhiều hơn. Anh đi làm việc đi, đừng ở đây tán dóc với em nữa. Được. Đúng lúc anh có hẹn một khách hàng ở gần đây, cũng sắp đến giờ rồi. Vậy chúc anh làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ, sẵn tiện sớm ngày thoát ế. Được. Sẽ noi gương em. Đi đây. Cố lên. Câu lạc bộ Phú Bà, các cậu đang làm gì đó? Đang học. Ra đây chơi với mình đi, chán chết đi được. Đang bận, đang bận có được không? Hẹn đi ăn tối nào. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang làm gì đó? Hôm nay có thuận lợi không? Alo, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hôm nay diễn tập, tôi đang trên đường đến hiện trường. Tôi, vậy, rồi sao? Không, cậu sao? Từ từ nói. Có vấn đề gì tôi giải quyết cho cậu. Giải quyết cái gì? Là không có việc gì cần giải quyết à? Chủ tịch Hoa đích thân dẫn đầu, anh rể lại hỗ trợ hết mình. Bên nhãn hàng vui đến mức cười không ngậm được. Mọi việc đều cực kỳ thuận lợi. Vậy cậu gọi cho tôi làm gì? Không phải chị gửi tin nhắn trước sao?
Vậy phút mấy đây, khoan đã. Chị có biết khách mời của hoạt động lần này là ai không? Không có hứng thú. Tịch Tụng. Tịch Tụng gì cơ? Nam chính trong. Hàng xóm của tôi bị mất Tịch Tụng ấy. Cái gì? Thì ra anh ấy quen biết với anh rể. Quan hệ còn rất tốt. Anh rể không có nói với chị sao? Nghe nói hôm nay anh ấy cũng đến diễn tập, đã đến hiện trường rồi. Gửi địa chỉ cho tôi nhanh. Anh rể. Anh ấy không phải đang chờ tôi à? Không chờ anh thì còn chờ ai? Tiểu Đào, anh vào trước đi. Xin chào. Tôi thấy rồi. Nhìn thấy rồi. Anh rể, tôi chờ chị đến. Chị ấy không có nói với cậu sao? Tiểu Bạch, anh cũng không cần nói với tôi đâu. Mấy chuyện bất ngờ này nói ra thì hết rồi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giả vờ không biết, không bán đứng anh đâu. Chị ấy không phải đến để xem cậu. Vậy cô ấy đến để xem ai? Tịch Tụng đó. Điên rồi, gây họa rồi. Bác Tài, đến Mạc Duyệt City đường Hậu Lân. Tiểu Điềm Điềm. Không có. Cô và cậu ấy là bạn học chung trường mà. Xin hai tấm vé chắc không thành vấn đề nhỉ? Bạn chung trường làm sao mà bằng bạn gái? Chẳng phải do không gặp được người sao? Cô bảo có phải chị dạng sợ chúng tôi xin vé nên mới không đến công ty không? Chắc chắn là vậy. Đổi là tôi thì tôi cũng trốn. Đúng, đúng. Có đến mức vậy không? Khá là bận. Chào anh. Anh tìm ai vậy? Tôi muốn tìm Tào Linh. Nếu cô gặp người đàn ông này nhất định phải đảm lại cho tôi, rồi báo ngay cho tôi biết. Chị Linh à, đúng vậy. Không phải Diêu Đan sao? Diêu Đan. Diêu Đan là ai? Bạn trai cũ của tôi. Anh ta, ngày trước anh ta bắt cá hai tay. Bây giờ tôi kết hôn thì anh ta lại đến đeo bám. Vậy anh chờ một chút, tôi sẽ thông báo giúp anh. Được, cảm ơn. Chị Đan, chị với chị dạng thân như vậy, chị nói giúp bọn em đi. Vào được bên trong là được, tới lúc đó bọn em mời chị đi ăn ngon. Ở nhà xem phát trực tiếp đi, đi ham vui làm gì chứ. Không khí làm sao mà giống được. Chị Đan, xin chị đấy. Được không? Chị Đan, Tào Linh. Ra đây. Ra ngoài đi Tào Linh. Ra ngoài, có nghe hiểu tiếng người thì cứ đi. Tôi tìm người có vấn đề gì chứ? Anh ta là ai thế? Ai vậy? Dù sao cũng không phải ai đủ xe ngoài. Không phải hạng tốt đẹp gì. Không phải hạng tốt đẹp gì. Cô bỏ tôi ra. Còn cô là ai nữa hả? Nếu muốn lấy tiền thì yên lặng đi ra cho tôi. Không thì đến một đồng anh cũng không lấy được đâu. Bạn của Linh hết người này tới người khác rồi. Nào nào, bất lắm trời là Alipay. Tiêu Triết đến công ty rồi. Bác Tài, nhanh quay đầu xe. Được thôi. Hay là ra ngoài rồi nói. Ở đây đông người. Không cần. Nói ở đây đi. Tìm tôi làm gì? Lại đòi tiền à? Muốn bao nhiêu? Không có. Một đồng cũng không có. Tại sao lại chạy đến công ty tìm tôi? Bởi vì ở công ty không có ai biết Tào Linh tôi từng ly hôn, còn có con nữa. Nên anh nghĩ tôi sẽ sợ anh, sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho anh, đúng không? Không ngờ phải không? Anh tính sai nước rồi. Từ nay về sau anh không thể uy hiếp được tôi nữa đâu. Linh à, làm việc đừng quá tuyệt tình. Tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng.
Năm xưa anh ra đi tay trắng là do anh tự ký tên. Tôi không có nợ anh. Mấy năm qua, anh lần lượt lấy đi 350.000 từ tôi. Nó là khoản vay, anh hiểu không? Tôi không truy cứu, là vì còn niệm tình đồng đồng. Nhưng nếu như anh còn dám được nước lớn, còn dám đến quấy nhiễu cuộc sống của tôi, đừng trách tôi không khách sáo với anh. Còn 20.000 của Dạng nữa. Trước đó anh ta đã đến một lần bị Dạng bắt gặp. Được. Chạy đông người. Mấy năm nay cô to gan lên rồi đúng không? Chờ đó mà xem. Làm gì hả? Anh làm gì hả? Anh thử động vào tôi xem. Tránh ra. Đến đây, tôi không góc quay sẵn rồi này. Tiêu Chiêu, anh nghe rõ cho tôi. Cái bạc tai này chính là lời nhắc nhở anh. Đừng nghĩ Tào Linh tôi dễ bắt nạt thật. Đừng quên là tôi là người đã từng chết một lần. Cho nên tốt nhất anh đừng đưa vào tôi, cũng đừng để tôi thấy anh nữa. Nếu không, tôi sẽ đấu với anh tới cùng. Cùng lắm thì lấy một mạng đổi một mạng. Buông ra. Cậu còn đau không? Không đau được sao? Đụng một cái khiến người khác đơ luôn. Cậu không thấy biểu cảm và ánh mắt của cậu ấy rất là đáng sợ, quả thực giống như biến thành người khác vậy. Có quay lại được không? Cậu nói coi. Vậy thì được. Chuyện này cũng trách mình. Xin lỗi nhé Linh, mình nên nói cho cậu biết sớm hơn. Mình đã nói mà, có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cậu coi, chúng hết rồi đó. Để mọi chuyện trở nên khó, cậu đừng phải tay sạch sẽ như thế chứ. Chuyện này cậu cũng không thoát khỏi Linh. Mình đã bảo cậu nói từ lâu rồi, chịu nghe mà. Đó không phải cậu ấy ở sau đó thì sao? Sau đó sao cậu không? Dừng, đừng diễn nữa. Không trách các cậu. Vậy thì được, mình còn phải cảm ơn các cậu nữa đó. Cảm ơn các cậu đã che chở cho mình. Nếu không có các cậu, sao mình có thể thay đổi được chứ? Thay đổi là tốt, chó cùng còn rất dậu nữa là. Ví con như vậy không thích hợp, con thỏ tức lên cũng sẽ cắn người. Chỉ có điều, hôm nay mọi người trong công ty đều đã nhìn thấy. Sau này nếu còn muốn thay đổi thì khó đấy, tốt mà. Làm người vô hình nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có thể lật ngược tình thế, trở thành nữ chính rồi. Có khi giờ, trong công ty đang học biên soạn kịch bản đó, bị chuyện thế nào còn chưa biết được đâu. Đây, tối qua đổi đó. Không muốn giả vờ nữa, không sợ gì nữa hết. Trước đây luôn nghĩ con mình đáng thương, cho nên chuyện gì có thể nhịn mình đều nhịn. Bị chút oan ức chịu khổ chút cũng không sao cả. Nhưng sau này mình đột nhiên nhận ra, không đúng. Tại sao mình phải nhịn? Vì con mình phải sống thật tốt, sống thật thoải mái. Chỉ khi mình sống tốt, con bé mới sống tốt được. Bởi vì mình không chỉ là tấm gương của nó, mà còn là cả thế giới của nó nữa. Để mình xem nào. Alo. À, tôi bận chút chuyện, hôm nay không đi đâu, để sau có cơ hội đi. Hả? Ừ. Không phải Lục Chính An. Tiểu Bạch. Vậy cậu đi đi, bọn mình về công ty trước. Cũng không phải chuyện gấp gáp gì. Chuyện này
vốn định đi gặp Tịch Tùng. Hôm nay họ diễn tập, mình cảm thấy thần tượng sao quan trọng bằng bản thân được. Nhưng nếu cậu... Tịch Tùng, các cậu đi đâu thế? Đợi mình với anh. Từ đây đến mặt tiệc TV bao xa đó? Chắc 10 cây số. Là thế đó. Bắt xe, bắt xe. Giỏi lắm Lâm Dạng. Chuyện này mà cậu lại không nói cho bọn mình biết. Cậu đợi đó. Các cậu điên rồi. Không đi làm à? Mình nói cho cậu mau gọi điện cho bạn hai cậu. Bảo cậu ấy giữ người lại cho mình. Mình không dám. Sẽ chết đó. Mình gọi. Chạy nhanh lên. Chạy mình chạy thì chạy nhanh lên. Tôi thật sự phải đi rồi. Nếu không, sẽ không kịp chuyến bay. Còn có máy bay tư nhân mà. Tôi nói lại lần nữa. Tối nay tôi có buổi diễn. Không phải tiết mục cuối lần sao? Tới kịp thôi. Không sao, không sao. Không có gì ghê gớm cả. Đều là người mà. Chỉ là... Cậu xem, được không? Ôi, trời ơi. Được, rất tốt, đẹp rồi. Mình thì sao, mình thì sao, mình thì kiềm chế chút đi. Bạn trai của cậu còn đang ở trong đó đấy. Đi, 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 tên thật của anh ấy là gì? Anh ấy... Sơ... Sơ nhị... Đại... Mặc kệ đi, mặc kệ. Đi, 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 đi. Anh không nhận ra tôi sao? Tôi... Người nhà của Lục Chính An, Lâm Dạng. Cô, mời đi bên này. Xin chào. Chào anh, Tịch Tùng. Xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là người của quảng cáo Duệ Nghiệp. Tôi cũng muốn. Chúng tôi đều rất thích anh. Đã từng xem nhiều show diễn của anh, nhưng đều ở trên mạng thôi. Khi nào anh đến Thanh Linh lưu diễn, chúng tôi chắc chắn sẽ tới cổ vũ. Đúng, đúng, chỉ sợ không giành được vé trên mạng. Nếu có cơ hội đến Thanh Linh, không cần giành, sẽ giữ vé cho mọi người. Này, anh đẹp trai hơn trên TV nhiều đấy. Trên TV cũng đẹp trai. Có thể chụp hình chung không? Đương nhiên là được. Nào. Nào, nào, nhìn bên đây này, nhìn bên này. Nào, thần tượng, nhìn bên này. Bên này cũng nhìn tí nào, nhìn tí nào. Sao mặt lại nhỏ như vậy? Giúp bọn em chụp hình nào. Đúng, bà cả. Nào, 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 mau, mau, cùng nhau chụp một tấm. Mỉm cười với cuộc sống này. Mình chụp đi một tấm. Đừng đẩy, chụp giúp chị một tấm. Lùi một bước nào, tâm trạng không tốt sẽ tan biến. Màu sắc của tương lai, những nét vẽ rực rỡ sắc màu. Vì chờ mọi người đến, mà tên nhóc này sống chết không cho tôi đi. Bây giờ đã gặp mặt rồi, cũng chụp hình rồi. Xin hỏi Lục đại thiếu gia của tôi có thể đi cho kịp chuyến bay chưa? Được không? Được, 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 mau đi đi. Gặp ở buổi diễn. Đi đường bình an. Đẹp trai quá đi. Đẹp trai quá. Tôi thấy cũng được thôi mà. So với tôi thì vẫn hơi. Ảnh gốc, gửi vào nhóm, gửi vào nhóm. Cậu ấy có mỹ nhan đó. Mỹ nhan, dùng hình ảnh sao? Dùng nhiên phải chỉnh đi. Vẫn chưa hoàn hồn à? Hai người quen nhau khi nào thế? Quen nhau thế nào?
đều là người sống ở trấn Thu Âm, đều là người làm nhạc, lại đều là người nổi bật xuất chúng như vậy. Không quen nhau mới là lạ. Vậy mà anh không nói cho em biết sớm. Anh ngốc sao? Mê trai. Em mê trai đấy, cho nên mới thích anh. Vậy em vui mừng như thế cũng là vì gặp được anh, mà không phải anh ấy. Vậy thì không phải, là vì bản thân em. Trước đây em cảm thấy, nếu có một ngày, nếu em thật sự gặp được thần tượng của em, chắc chắn sẽ không giống như mấy cô bé vừa chạy đến xin chữ ký, vừa muốn chụp hình chung, cùng lắm là đi tới chào hỏi. Nếu không thì nhìn một chút từ xa thôi. Nhưng không ngờ em đã từng tuổi này rồi, vẫn có thể giống như một cô bé, trong lòng vẫn còn sự hồi hộp đó. Thật tuyệt. Đó cũng là vì anh, là anh chiều chuộng em thành một cô bé. Phải, đều là công lao của anh. Được rồi, quay lại làm việc đi, đừng tiễn nữa. Ai muốn tiễn em chứ? Vậy, anh muốn về nhà cùng em à? Hết cách rồi, anh nhớ em quá mà. Tối nay ngoại trừ em ra, anh sẽ không gặp ai hết. Với các trường hợp khẩn cấp, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Tắm xong rồi à? Ừ. Đừng nhúc nhích. Làm gì thế? Được rồi. Không sao, đọc tiếp đi. Tóc bạc. Không phải. Có cái gì đó bẩn. Em có tóc bạc rồi. Hả? Em sao thế? Anh không cẩn thận nhổ mất sợi tóc. Hay trả lại cho em nhé. Trả lại em 10 sợi. Đúng là tóc bạc. Em có tóc bạc rồi. Ai mà không có tóc bạc chứ. Em xem anh cũng có. Em xem đi. Em có tóc bạc rồi. Được rồi, đừng khóc. Ngày mai anh sẽ đi nhuộm tóc bạc, bạc tất cả đầu luôn được không? Hơn nữa tóc bạc của em hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của em cả. Ngoan. Chỉ cần em không khóc, chuyện gì anh cũng hứa với em. Gọi chị. Anh làm gì thế? Anh làm gì thế? Hoa tiên tử, anh để em xuống. Học một điệu nhảy. Cho dù bạn làm gì, cho dù bạn ở đâu, chỉ cần có niềm tin, học một điệu nhảy. Cùng nhau làm chuyện xấu hổ.
rồi sẽ có ngày tóc em sẽ bạc trước anh. Cuối cùng cũng có thể bên nhau đến bạc đầu rồi. Cũng sẽ có nếp nhăn trước anh. Đã có rồi. Nói không chừng còn mắc bệnh Alzheimer. Quên mất anh. Vậy anh theo đuổi em lần nữa. Đừng quên đồng ý là được. Cũng có khả năng sẽ ra đi trước anh. Đi đâu? Có lẽ là thiên đường. Vậy anh sẽ đi đến đó tìm em. Từ từ kể cho em nghe những chuyện vui vẻ, thú vị đã xảy ra trong những năm em vắng mặt. Rõ ràng là có rất nhiều sự lựa chọn. Tại sao anh lại cứ phải chọn một người lớn tuổi hơn? Vì em vẫn cứ phải lớn tuổi. Anh không được lựa chọn. Vậy anh phải hứa với em sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em, bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi. Được. Chị. Sao thế? Ngọt quá. Sau này chắc chắn sẽ đau khổ. Ai nói thế? Trong phim truyền hình đều diễn như thế. Vậy chúng ta sẽ đi ngược lại với thường lệ, làm gì đó khác biệt. Từ thuở mới yêu đến khi tóc mai diễn bạc đều là em. May mà là em. Anh yêu em. Ai mà không có vợ cơ chứ, có phải không? Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.
别再错过，爱我。